Còn 2 cây thôi. Tôi đây dùng còn đây 2 phát. Không cần nữa. Như cái máy mà mình sợ quá thế ạ. Thì như cái vẩy nhanh ấy mình hưởng được ít vậy thôi. Chả thì chả sao lúc nào thì bị vẩy nhanh nữa. Nhảy gì đâu. Tôi nhảy phát. Thôi, tôi bây giờ đang nhiều vãi nè, chuẩn con khá đủ quá. Đấy, NATO thừa vãi cả đủ kia luôn. Chính ra bọn này là đồ đạc nhiều nhất luôn, không bị thiếu cái gì từ đầu trận. Vãi đến giờ mà tôi vẫn hơn 200, 150 viên đạn lục với cả 130 viên đạn tỉa. Đấy, tôi vứt đạn lục đi luôn đấy, bây giờ chỉ có chơi tim. Ui, vừa vứt đi 40 viên đạn lục sao? Nhìn thấy phức tạp rồi. Đấy, qua nốt này mới gặp boss này, cái nhộn. Nhìn xa vẫn rồi. Bay, bay nhảy từ từ lại nhìn đường á, không nhảy xuống đấy, không còn đường quay lại. Đường đi chẳng đường nào đi đâu. Úi dồi. Nhộ. Rồi, đừng có con này đường. Ở kia thằng. Cũng chẳng có ai cản đường đâu. Chạy cái, nhìn cái đường này mà không có do cơ khí ạ. Do nhảy từ đâu ra? Vãi thằng ui, vãi là nhạc, vãi là boss. Chắc cả ngày cuối trận chỉ đánh này ạ. Đánh cả này, này cầm đồ mới. Yeah. Trả thù ạ. Tàn nà luôn. Ui quá. Bạn ngu quá rồi, quá thì đứng hết cả ngày đấy á. Đứt dây, phải nó ở ngu. Kìa, đi chạy thôi. Thế là thằng này bị mù, vẽ mù nhộn. Mù kẹt mù mà nó đứng ở đây nó chết rồi. Come get some you ugly son of a bitch. Trêu nó rồi, pha chi ác. Sách off thì, ơi, lại cái sai được rồi. Quần. Rồi sao? Ăn cái chày. Mày nhộn, do thằng Minh ạ. Ok, vãi đồn phải cứu thằng này, biết thì chạy đi ạ. Rồi sao? Ủa ôi, cái chi lắc lắc trên đầu ạ. Chưa, nó chưa, con sói ạ. Tự gì ạ, sói. Sập cái nào, biết ngay mà. Rồi, để tay trần chạy cho chất nào. Nhá! Có chó dại nó đang. Mày đến cùng vẫn chỉ là đánh giúp Tana. Người chích quá. Được sao? Chích nhau. Có cái gì mà bả nó. Có gì ăn em mồm kéo chết bẻm luôn. Đấy, pháo không biết rồi. Có gì á? Bắc Nam đi. Ui ăn chết bẻm luôn. Vãi nổi nó vả mình kìa. Vả con kia kìa, vãi ngu. Tôi đang đi lít đồ. Vãi nhộ. Vãi né này né được đến đâu rồi. Đấy. Có thùng luôn, quân kìa. Nice hit, Sherry. Rồi, có fan mình luôn, khỏi fan đi. Rồi, nó vả kia rồi. Các bạn ra. Ui. 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 Chạy kẹo. Ủa bạn đánh nhau đây luôn à? Ăn cái này đi. Ui giời. Ui giời. Thấy cái ui giời đấy rồi. Chết bẻ luôn kìa. Cái gì đấy?
chết bém, nó đập đập vào cái hố ấy, cái hố thủng rơi chết bém luôn này. Đấy là tôi lăn sang bên cạnh và nó lại đâm đầu phía trước nên bị đập trúng đầu chứ nhộn mãi rồi. Quá. Thôi còn bao đạn sẵn nốt ông này thôi. Quá tự nhiên nó quay người lại luôn. Rồi nhanh còn nó đập sắp vỡ cái khu này là dầm nhà thạch giết mình đấy. Đúng rồi ạ. Lưng kìa. Ba đấy. Ui kìa. Còn tôi đang hỏi có phải bắn nó không em? Chắc là bắn nó rồi. Nãy nó bắn luôn quỷ phát. Ba em một trăm. Nó vừa quỷ kìa. Jerry, now! Lên. Jake, go for it! Now! Lên mình ạ. Đây rồi. Thôi, nhảy. Giật cái chi của nó ra vô chó. Vãi nội. Vãi nội, thả nốt. Nó, vãi nội. Yeah! Úi dồi, thằng cứt rồi. Ôi, mất khẩu lực rồi. Úi dồi, vừa tháo. Mất khẩu lực nốt. Câu khẩu lực thằng kia còn được ở đấy á. Trời ơi, đấm tay không tin nhé. Man on man rồi. Đấy, bình tĩnh, tôi đến cứu lại, mất súng rồi. Mày con. Tôi chuẩn bị có pha leap of faith. Cố quay con. Thanks. Cover cái gì đấy? À! Ừ, nó tổn thôi à? Ủa, nó ném sang bên rồi. Ôi, vãi rồi! Vãi rồi! Khổ, chết khổ vãi rồi! Vãi rồi, bình tĩnh ạ! Chết rồi, nó hút chúng tôi, tôi ăn cám đấy, vãi rồi. Khổ, cái này khó này, cái này như kiểu cái trò giải trí á, từ từ. Đấy, giữ nó đấy nhá! Đang, vãi giữ được kẹp. Đây. Đấy, một phát. Đẹp quá kìa. Ủa. Ủa. Khoan nó. Đi tiếp. Ủa, cái đợt lại bị nó tóm ném lại rồi. Đau rồi đấy, vãi rồi. Chết rồi, đúng lúc nó chạy ạ. Nó chạy nữa. Tôi bị khép mắt rồi nha, mãi rồi. Tôi đang bị chuyển ra góc nhìn của ông mà. Tôi bị khép mắt rồi. Đấy, giữ nó ở tầm đấy. Ủa, nó đấm lại kìa. Tụt mồm này. Đấy, ôi, cúi xuống, cúi rồi nhô. Cái gì đấy? Nó cúi xuống vậy, nó cúi xuống. Ô, mãi rồi. Thế thì ông phải đấm để nó không được cúi rồi. Ông phải không cho nó bị mất tập trung ấy. Đấy. Nó ôm đầu tôi rồi. Tầm nào đấy, không biết tầm nào luôn. Bên này. Đấy. Ngon. Có khỏe như vậy. Thấm không? Ui, nó đá, nó xuất sắc. Đấy nhá, cái tầm. Đấy, cái tầm giữa đấy. Chết rồi, cái nào thằng kia lại nhích lên một tí ạ, đợi khá lâu rồi. Nhai, cái này hồi lâu quá rồi. Ui, bị nó túi mất. Đó, bên bài hiểu phát. Ông phải đấm nữa đấy, tôi chỉ có tác động làm nó choáng thôi. Đây, đấy, những lúc choáng ông phải phi vào ông đấm. Thì lần nào chả phi vào đấm, đấm đâu. Đây, giữ cái đấy. Vừa có 4 hit. Rồi, lần này thì múc phát chết bé nó luôn à.
nhìn đi quay là cũng đi trời. Trong khi ấy rồi, những kích từ cả mồm á. Chết. Tôi tưởng nó tóm đầu của ném, không biết là ném phần sau rồi. Quá rồi, tưởng mình đang thắng á. Mày không chả hiểu được, quả đấy là kích phun vạch ở đây. Mà không hiểu sao nó đầu của ném xuống sông. Quay trở lại luôn. Không hiểu. Đây rồi, biết là combo, combo mấy hit rồi. Đã phải như thế mới thấm nhỉ. I'll cover you. Thanks. Đấy, xin chào đấy combo. Nha. Đây rồi, à, với cái bóc nó, phải rồi. Thang về này. Ốp khép khép góc. Tại chưa cho nhẹ. Sút phải mồm à. Có gì căn ra giữa đi. Ở đấy chưa rồi, ở đấy chưa rồi. Ủa nó đập tục mồm lên rồi. Sắp chế mà vẫn trượt ạ. Đúng quả nó cũng xuống rồi. Úi dồi. Chưa. Chắc kèo đang đứng thôi. Đấy. Úi dồi. Nó trượt. Nó khe ạ, vãi nhột. Gì ấy. Tại vì nhiều lúc thằng quân đấm nó bị lùi ra cái khoảng, cái đúng cái đường dài của tôi. Quả là nó, là tôi đấm nó lùi, nó lùi ra, còn có quả là nó nên nó lùi lại ấy. Nó làm combo. Cái này như cái này tôi căng khó hết rồi này. Nó đang cúi này. Đây này, hàng về này. Đây rồi. Hàng ăn trộm. Mỗi lần mình hất chúng này là nó ăn trộm combo rồi luôn. Tiếp này. Xúc đi đi à. Tội hình. Ui. Nó hết rồi. Này chắc là đấm vỡ mồm nữa rồi. Đập mặt quá cả nồi á. Quá thế này ngay từ đầu phải nhàn nữa. Chắc là phải chạy thằng này cho khổ. Nó phá cái cột trụ như là ăn cứt này. Đó là quân chết quả này. Chết kìa. Trường là thế ấy. Ai chết thì ai cứu thế giới ạ. Kịp bất tí tiết ra đấy. Con kia đút kịp vào. Con này chưa chết đâu, vãi nồi. Nói nhân vật phải có thay đổi. Đây chắc nốt cái này là hết tận. Nhẵn túi rồi. Ờ vãi nồi giờ đấm tay không thật rồi. Đạp mất khẩu súng lục mà lại thành mất. Biết đây chưa dùng hết đạn nữa. Thế thì có khi là cái túi mà chạy à. Game tích bao nhiêu mắc năm 20 mấy xếp rồi này, khỏi cuối rồi này. Giờ là chạy rồi.